Đây là nhóm nam nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, từ 14 đến 19, bị Công an quận Hải Châu triệu tập làm việc vì liên quan đến vụ việc tụ tập đua xe, không đội mũ bảo hiểm, nẹp pô, cầm theo hung khí. Em với Đoàn Lê Vô Huy với lại Viết Thái, Nguyễn Bảo Châu dắt hai chiếc AB ra dí theo chú tụ cầm hai cái chuỗi. Đó, một em còn nhỏ, một em đu đòi ham chơi bạn bè, nên tụi em không suy nghĩ được cho tương lai. Còn đây là nhóm thanh thiếu niên bị Công an quận Thanh Khê truy xét, bắt giữ ngay khi gây ra vụ chém nhau giải quyết mâu thuẫn tại quán nước vào tối ngày 8 tháng 3 vừa qua. Đáng nói hơn, những đối tượng này không hề có mâu thuẫn với cấp bị hại. Khi vụ việc xảy ra, Công an quận Thanh Khê đã có sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời làm rõ và khởi tố vụ án. Hiện nay, các quy định của pháp luật đối với việc xử lý các hành vi, ví dụ như hành vi chuẩn bị hung khí để nhằm mục đích gây rối, đánh nhau. Trong quá trình thực hiện các hoạt động điều tra cũng như là truy tố xét xử, thì các cơ quan chức năng đã phân loại đối tượng rất là tốt và làm rõ với vai trò chủ mưu, lôi kéo, cầm đầu của những đối tượng chính trong các vụ án để xử lý một cách nghiêm minh và quyết liệt ngay từ đầu. Tụ tập mang theo hung khí gây thương tích cho người khác chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn không đáng có. Số thanh thiếu niên trên đã phải nhận mức án từ 2 năm đến 9 năm tù về tội giết người. Đây là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng, thiếu suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Lực lượng công an quận Hải Châu đã vào cuộc rất là quyết liệt, triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm thanh thiếu niên. Quan điểm của chúng tôi là làm sao để cho các cuộc sống yên bình của người dân, nên chỉ đạo công an quận quyết liệt triển khai và có nhắc răn đe đối với lại những cái đối tượng thanh thiếu niên còn lại để làm sao cảm hóa các em, yêu cầu các em đảm bảo theo quy định chung và không ảnh hưởng đời sống người dân. Qua những vụ việc mà công an các đơn vị địa phương ở Đà Nẵng truy xét làm rõ, mỗi thanh thiếu niên nên tự ý thức trong việc tụ tập rủ rê lôi kéo bạn bè, không tiếp tay góp sức gây rối trật tự công cộng và biến mình thành người vi phạm pháp luật.